Út quay cho mọi người miếng đất mặt tiền đường nhựa đi vô khu du lịch nha mọi người ha, có 24,35m mặt tiền đường nhựa nha mọi người. Có 100m thổ cư nữa nha bà con. Tổng diện tích là 2475m2 nha. 2475m2 có 100m thổ cư nha bà con. Đất này là một phòng nguyên con nha mọi người. Mọi người nè, wow, đường to, đường này mà đổ lên nhìn nó sáng lắm á. $910 triệu một xào mọi người, 100m thổ cư luôn. Ở đây là bằng mét hết rồi đó. Rất là đẹp mọi người ha. Quy hoạch khu dân cư mà có 100m thổ cư mà còn phun hồng. 110 triệu là chốt không thương lượng nha mọi người. Đây này, xe người ta đang làm, mọi người đang thi công. Trúng gì cái đường này người ta nâng lên. Đường nâng lên. Chỗ này nó thấp này, đường nâng đường lên. Đây này mọi người. Từ đây ha, qua bên này 24m mặt tiền đường nhựa này nha. Đất thì nó thấp hơn đường mọi người. Nhưng mà cái đường này thì mình bằng phẳng. Cái đất thì nó bằng phẳng nhưng mà nó tại đường ở đây là người ta nâng lên đó mọi người. Cho nên nó thấp. Nhưng mình xây ở đất thì ở đây ha. Bằng phẳng mọi người. Có 100m thổ cư luôn. Ở dưới này thì bằng phẳng, nói chung mình xây nhà ở đồ được. Nhưng mà cái đường này chắc phải đổ lên ha. Cao quá. Đây nha mọi người. 2475m2 có 100m thổ cư ha. Cái đất của mình thì nó bằng nhưng mà nó thấp hơn mặt đường nha mọi người. Đây nè. Giá là 910 triệu một xào nha bà con. Đường này người ta nâng lên nhiều cao. Nếu mọi người thích miếng đất này thì liên hệ liền với Út qua Zalo 0789 797960 nha.